Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, con ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống này. Và trong tháng 7 âm lịch do được tam hợp cục diện với thái tuế cho nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 7 âm lịch này thì công việc liên tục có sự thăng tiến, quý bản mệnh nên bình tĩnh để không xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Nhìn chung về mặt tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 7 âm lịch thì những người tuổi ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Và sau đây để biết được tại sao con giáp này trong tháng 7 âm lịch lại vững vàng tự tin về thành công của mình đến như vậy, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng 7 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con ngựa không được mấy suôn sẻ, công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi. Và trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi ngọ phải lưu ý chưa nên mở rộng hợp tác bởi vì rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi ngọ trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống thì tháng này lại khá ổn với bạn. Tháng này công việc của bạn không quá nặng nề căng thẳng, tuy vậy cần chú ý hãy có trách nhiệm với công việc của mình, đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến. Và cùng với đó chính là sự chỉ bảo từ cấp trên đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi và luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn chính là lười và bảo thủ. Tháng 7 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế của bạn thì bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm Nhâm Dần cho thấy trong tháng 7 này, tài lộc với những người tuổi ngọ không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, chỉ đủ chi tiêu trong công việc. Trong việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này những người tuổi ngọ sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn tuyệt đối không được vay mượn người thân, bạn bè, bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tình lẫn tình cảm. Vậy nên quý vị gia chủ tuổi ngọ hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tháng này để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi ngọ năm 2022 cho thấy, vào tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những quý vị gia chủ tuổi này không được tốt. Sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và những người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể sẽ phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của những người tuổi ngọ trong năm nay cũng cần phải tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm và nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu thì dẫn đến biến chứng sẽ khó điều trị. Đi ra ngoài đường thì cần phải chú ý tai nạn từ xe cộ.
Các quý vị gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy, thì phương diện tình duyên của những người tuổi Ngọ trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều muộn phiền do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình yêu lứa đôi còn gặp phải ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Ngọ đã có gia đình thì vợ chồng thường bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho hòa khí trong nhà bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu, và nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân, thì tuổi Ngọ sẽ ngày càng đẩy những người mình yêu ra xa mình hơn. Những người tuổi Ngọ độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ, phá đám tình cảm của cả hai bạn. Về gia đạo, tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Xem tử vi của những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và không phải thường xuyên lo nghĩ, cho nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình, các mệnh chủ cần bình tĩnh và tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh tình trạng suy nghĩ nhanh, không thấu đáo, ảnh hưởng tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các quý vị gia chủ đang theo đường quan vận, ngày càng cần phải chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Gia chủ Bính Ngọ cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đối với các quý vị gia chủ Mậu Ngọ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc cộng tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững, thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trong tháng 7 âm lịch, vận thế của những người tuổi Canh Ngọ bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm chính là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy đến, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Vận thế của những người tuổi Nhâm Ngọ bước vào một tháng rất phát triển trong tháng 7 này, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Và nếu có thời gian rảnh thì bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, cần chú ý những ngày sau.
ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Mậu Tý, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Quý Mùi, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Ất Mùi, có nạp âm Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch, và hy vọng rằng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Thưa quý vị, cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh. Xin mến chào.